Chào anh em và các bác nhé. Hôm nay em lên cho các bác và anh em một bộ máy ảnh của Canon. Đây là bộ máy ảnh Canon 77D nhé. Bộ này thì ngoại hình còn khá chi là đẹp này. Còn nguyên tem của máy ảnh cũ Hà Nội nhé, các bác và anh em nhé. Máy này bạn ấy mua ở bên shop máy ảnh cũ Hà Nội. Ngoại hình còn quá tuyệt vời luôn, đẹp nguyên si, ít dùng, chụp chắc tầm vài ca shot thôi. Đây, bạn ấy mua, bạn ấy dùng, bạn ấy thanh lý lại cho bên em. Đây, đây là body của em ấy, quá đẹp luôn. Bộ này thì về thì bao gồm body một len 18-55 STM, đây, kèm theo theo máy là một chiếc len 18-55 STM. Đây, phụ kiện thì có pin sạc, thẻ nhớ, dây đeo và một túi Canon này. Đây, bộ này quá đẹp luôn các bác và anh em ạ. Để em quay lên cho các bác và anh em có nhu cầu thì ở em nhé. Bộ này em nói qua với bộ này thì nó là bộ Canon 77D, độ phân giải của nó là 24 cây 3 pixel. Đấy, nó chạy digic 7. ISO thì từ 100 đến 25.500 nha các bác nhé. Có màn hình xoay lật này, có màn hình xoay lật cho các bác về quay phim hoặc là quay vlog và làm YouTube, TikToker, quá gì là đỉnh luôn. Bộ này thì có giá là em bán với giá là 11,5 triệu nhé. Đây, kèm phụ kiện kèm theo là pin sạc, thẻ nhớ, dây đeo. Đấy, và túi quay phim, nó quay phim được 4K đấy các bác và anh em. Các bác và anh em làm công việc vlog hoặc là TikToker, quá đỉnh luôn. Con này nó 45 điểm lấy nét cơ mà. Máy thì còn đẹp nguyên tem này. Vậy bác nào có nhu cầu thì liên hệ với bên em nhé. Theo số điện thoại của em là 0982988007, hoặc Zalo của em là cũng số đấy, hoặc mà fanpage của em là Thu Mua Máy Ảnh Cũ Giá Cao Hà Nội. Đấy, các bác có thể xem trên TikTok, YouTube hoặc trên page của em nhé. Rồi, em xin phép dừng video tại đây. Chúc các bác và anh em có một ngày có nhiều niềm vui và bình an trong mùa dịch nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác và anh em ở video sau nhé. Bye bye.